Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Võ Tắc Thiên là chính trị gia mạnh mẽ giúp cho nhà Đường đi đến thống nhất, thịnh vượng, khai nguyên thịnh đế. Ngược với quan điểm của một số nhà sử học khác, còn so sánh giữa công và tội cho rằng Võ Tắc Thiên vừa khôn ngoan vừa ngu xuẩn, thành tích trị vì thiên hạ trong 21 năm không có gì đáng kể. Ngoài việc giết người không gườm tay và loạn dâm không trừ một ai, dù sao đi nữa, Võ Tắc Thiên cũng xứng đáng là người đàn bà độc nhất cổ kim, và việc bà di chiếu không lập văn tự trên bia mộ cũng là nguyên nhân khiến hậu thế tranh luận chưa ngã ngũ. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Võ Tắc Thiên. Buổi lễ tấn phong sẽ thành công mỹ mãn hơn gấp nhiều lần nếu như tên bà không chỉ là một chữ chiếu tầm thường. Vì vậy, chỉ mấy ngày ngồi trên ghế mẫu nghi thiên hạ, Võ Hoàng hậu đã truyền bắt mọi người dùng cái tên Võ Tắc Thiên do chính bà đặt ra. Tắc Thiên tức là tuân theo mệnh trời, họ Võ đã theo mệnh trời mà lên ngôi Hoàng hậu. Thiên tử có thiên mệnh thì tất hoàng hậu cũng phải có thiên mệnh, không thể tự nhiên mà có. Vợ chồng là sự hòa hợp của tự nhiên, nên phải có mệnh trời mới kết hợp được với người được gọi là thiên tử. Võ Tắc Thiên cảm thấy rất hài lòng với ngôi vị mới, với cái tên mới rất kêu nhưng cao tông thì không. Sau khi Võ Tắc Thiên trở thành chính thê, lần lượt những thói xấu của bà ta bắt đầu hiện ra. Võ Tắc Thiên bắt đầu sử dụng uy quyền của mình để lấn áp Cao Tông, không còn những giây phút nũng nịu yêu chiều như trước nữa. Võ Tắc Thiên vẫn để Cao Tông ăn nằm với mình mỗi ngày, nhưng chẳng cần khôn ngoan lắm, ông hoàng đế yếu ớt Cao Tông cũng nhận ra tất cả chỉ là tạm bợ. Ngay từ lúc ái ân còn mặn nồng, Cao Tông đã nghe sầm sì về việc Đông Cung có nhiều nam nhân ra vào, nhưng không dám vặn hỏi Võ Tắc Thiên. Trải qua những gì bà ta tiến hành, Cao Tông dần dần đã nhìn thấy bản chất thực sự của con rắn độc ấy. Nhưng ông ta giống như con chó đã bước vào chuồng, không thể thay đổi hay phản kháng được nữa. Võ Tắc Thiên xinh đẹp và quyến rũ hơn Tiêu Thục Phi gấp nhiều lần. Nhưng trong những giây phút chợt thoát ra khỏi niềm đam mê nhan sắc và nhục dục, bà ta vẫn là một mỹ nhân lý tưởng để ông có thể yêu chiều. Thế nhưng Cao Tông cũng nhận ra rằng bà ta không phải là món đồ vật để mình mua vui hay trưng ngắm nữa. Món đồ chơi ấy bắt đầu gây cho ông quá nhiều phiền phức, bực bội, thậm chí mơ hồ là sẽ tai họa giáng xuống đầu ông lẫn cả triều đại nhà Đường. Nói thật thì phần nào Cao Tông cũng vừa ý ở việc Võ Tắc Thiên rất năng nổ trong điều hành triều đình, cố vấn hoặc gần như một mình quyết định các chế độ giúp cho Cao Tông khỏi phải suy nghĩ nhiều. Võ Tắc Thiên thường lấy giọng nhu mì mà nói, bệ hạ bây giờ đã cao tuổi, mặc dù lúc ấy Cao Tông mới sấp xỉ 30. Nếu như cứ đa đoan công việc triều đình, lỡ mệnh hệ nào, thì thiếp đây và các con biết nhờ cậy ở ai? Bệ hạ cứ yên tâm an dưỡng, bao nhiêu việc nặng nề hãy để cho thiếp gánh vác giúp cho. Quả nhiên Võ Tắc Thiên không nói sai lời. Bà ta tỏ ra là người hết sức khôn ngoan trong việc triều chính. Xử lý đều chính xác nên các quan đều nghe lời xăm sắp. Họ tuân phục sự khôn ngoan của Võ Tắc Thiên là một phần, nhưng phần lớn là bởi những ai không chấp nhận những quyết định của bà thì trước sau cũng bị đuổi đi xa hoặc là giáng chức. Duy nhất một trụ cột vẫn đứng vững đó là đại thần tể tướng kim tả bộc xạ Trưởng Tôn Vô Kỵ. Từ khi lên ngôi hoàng hậu, Võ Tắc Thiên tham gia chẳng sót việc nào của triều đình. Nhiều khi chẳng cần bẩm báo mà tự tiện thay mặt Cao Tông ra quyết định luôn. Cao Tông nhận ra việc lấn quyền này rất sớm, nhưng vì đã quen chiều chuộng mỹ nhân thành thói, nay bà lại là mẫu nghi thiên hạ nên cứ để mặc cho Võ Tắc Thiên muốn làm gì thì làm.
Thật ra Cao Tông đã hoàn toàn bất lực. Người ta nói được đằng chân lân đằng đầu thật không sai. Có lẽ đầu tiên Võ Tắc Thiên chỉ muốn nhắm đến vinh quang tột đỉnh là cái vương miện hoàng hậu. Nhưng trải qua biết bao thủ đoạn, bà ta đã hình thành ý tưởng là không ai có thể so sánh với mình nổi. Từ tư tưởng ấy nảy sinh tham vọng điên cuồng, nó sẽ dẫn dắt bà từng bước tiến hành sau này. Bọn nịnh thần không bỏ lỡ cơ hội, mặc sức nịnh bợ bằng những danh từ kêu vang nhất khiến cho Võ Tắc Thiên càng thêm kiêu ngạo. Sử quan Hứa Kính Tông còn gọi Võ Tắc Thiên là nhị thánh, tức là chỉ thua kém nhất thánh Cao Tông Lý Trị một bậc mà thôi. Thực sự chỉ cần một năm ngồi ở ghế hoàng hậu, nhị thánh đã vượt mặt nhất thánh trong mọi lĩnh vực. Ông hoàng đế tham dâm bây giờ chỉ còn là con rối cho Võ Tắc Thiên, tha hồ muốn sai sử thế nào cũng phải gật đầu tuân theo. Muốn đạt được ham vọng đó, trước tiên Võ Tắc Thiên phải tiêu trừ được chướng ngại vật khó khăn nhất. Không chỉ là trưởng thôn Vô Kỵ mà thôi, mà ngay cả chữ Toại Lương ở xa cũng vẫn rất đáng ngại. Võ Tắc Thiên ghét hận hai vị đại thần này không bắt nguồn từ việc hai ông không nịnh bợ bà Hoàng mà ghi vào tâm khảm từ rất lâu. Đó chính là hai vị đại thần cực lực chống đối việc ban phong cho bà làm hoàng hậu. Họ cũng giống như vương hoàng hậu và phe cánh của bà ta đều phải bị diệt trừ. Từng bước tiêu diệt địch thủ, quét sạch hậu cung. Võ Tắc Thiên biết rằng các đại thần là trụ cột của triều đình chưa thể vọng động ra tay mà chưa có lý do chính đáng. Vì vậy, bước đầu tiên là loại bỏ địch thủ một cách triệt để từ hậu cung. Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi đã bị giam vào lãnh cung, ăn đói uống khát nhưng vẫn còn sống. Họ còn có mặt trên thế gian chừng nào thì Võ Tắc Thiên chưa yên tâm chừng ấy. Bà bắt buộc phải thanh trừng nội cung một cách triệt để. Trước tiên là làm gương cho các phi tần khác, sau đó hậu cung sẽ là giang sơn vững chắc, không bao giờ phải lo ngại sau lưng nữa. Võ Tắc Thiên hết sức nóng ruột với việc xử trí Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt nhất để xuống tay, làm cho Cao Tông không thể trách móc bà được. Cơ hội ấy chẳng bao lâu đã đến, và do chính Cao Tông tạo ra. Niềm vui thỏa mãn ý muốn cho mỹ nhân họ Võ kéo dài không lâu. Chỉ một tháng sau khi Võ Chiếu lên ngôi hoàng hậu, Cao Tông đã nhìn ra bản chất độc đoán của bà ta. Đàn ông vốn tham muốn chiếm đoạt được mỹ nhân về làm của riêng, làm món đồ chơi cho họ. Ai cũng vậy, kể cả vị hoàng đế cũng là con rối để bà ta giật dây trèo lên cao. Những màn kịch õng ẹo, những thú vui được chiều chuộng hết mức khi còn là chiêu nghi đã chuyển biến ngược lại khi họ Võ nắm quyền hoàng hậu. Bất cứ việc gì cũng phải được sự ưng thuận của Võ Tắc Thiên, Cao Tông mới dám ban bố thi hành. Ông ta tuy yếu đuối, nhiều bệnh hoạn nhưng chưa phải là ngu ngốc. Bây giờ đã nhận chân mình là con rối cho bà hoàng hậu họ Võ giật dây. Từ đó trở đi, Cao Tông có những lúc buồn phiền khôn nguôi. Ông bắt đầu nhớ tới kẻ yêu kiều tha thướt, sẵn sàng chiều chuộng hoàng đế của Tiêu Thục Phi cho tới vẻ nghiêm trang đoan chính của người vợ hiền lương họ Vương. Họ có tội gì ngoài đã là vợ của ông? Ông cũng giống như những người dân bình thường khác, có quyền năm thê bảy thiếp, có quyền thay đổi vợ chính thức. Nhưng đâu thể nào mỗi lần thay đổi là vùi dập người cũ tàn tệ như vậy được.